Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Khánh Chi. Mình năm nay 12 tuổi, mình học bơi được rất lâu rồi. Mình bơi được 25 mét, bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Mỗi lần đi bơi về mình rất thích, ăn cơm rất là tốt. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trương Thị Cầu Trang, năm nay mình 9 tuổi. Mình học lớp 3-2 trường tiểu học Hưng Lam. Mình học bơi rất là lâu và bây giờ mình đã bơi thành thạo. Mình cảm thấy rất là vui khi mà bơi bởi vì bơi nó khỏe cho cuộc sống. Bơi lội là một môn thể thao hữu ích cho lứa tuổi học sinh trong những ngày hè nóng nực. Được thỏa thích vùng vẫy trong làn nước mát, không chỉ xua tan cảm giác nóng nóng của mùa hè, mà hoạt động này còn giúp các bạn ấy rèn luyện kỹ năng bơi lội, phòng tránh đuối nước và nâng cao thể chất tinh thần nữa đấy. Đặc biệt là trong bối cảnh không gian vui chơi dành cho các bạn nhỏ của chúng ta tại khu vực đô thị ngày một ít đi. Vì vậy, hiện nhiều bể bơi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã chú trọng nâng cao chất lượng các bể bơi, mở các lớp dạy bơi, tạo điều kiện cho các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe, kỹ năng bơi lội, hạn chế tai nạn đuối nước đấy. Chúng mình hãy cùng tham gia vào một buổi học bơi của các bạn ấy nhé. Trước khi vào học, chúng ta vào bài khởi động. Ta thứ nhất, động tác xoay khớp cổ tay kết hợp của chân. Các con hai tay đan nhau, xoay khớp cổ tay kết hợp của chân. Đổi chân. Chuyển. Xoay khớp kiểu tay, hai tay con ra ngang. Xoay khớp kiểu tay. Ngược lại. Chuyển, xoay khớp vai, hai tay các con lên cao. Xoay khớp vai, bắt đầu. Xoay dẻo, trục vai ra. Lỏng vai. Nhanh chân lên. Ngược lại, con đổ ngược lại. Chuyển, hai tay chống hông. Các con xoay khớp hông, trang. Bắt đầu. Rồi, đổi ngược lại. Chuyển, các con chuyển sang xoay khớp cổ, khớp gối. Bắt đầu. Các con nhìn lại nữa thôi. Từ phải sang trái. Chuyển ngược lại. Rồi. Sau đây chúng ta chuyển sang ép dọc, ép ngang. Chân phải chúng ta bước lên chân trước. Chúng ta tiếp xúc bằng mũi bàn chân ở chân trái. Ép dọc, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 6, 7, đổi chân. Ép tích cực vào, 1, ép sâu tích cực, căng người, vươn người về trước. Rồi, chuyển. Sau đây các con hai chân bước sang ngang, rồi chuyển ép ngang. Hai tay bao hai gối. Các con làm theo thầy nhá. 1, ép sang bên phải trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngược lại. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Đó là bài khởi động xoay kỹ các khớp. Sau đây các con chuyển xuống các động tác bổ trợ đạp chân. Các con ngồi xuống. Nào. Các con nghĩa ngồi dịch ra cho con đạp vào nhau. Nào. Đầu tiên là kỹ thuật đạp chân. Ếch. Các con duỗi thẳng tư thế. Hai tay chống đằng sau. Hơi ngả thân người về sau. Chân thẳng. 1. Các con co. Hai gối hơi tách ra từ chưa. Các con làm theo thầy. 2. Con bẻ bàn chân lên. 3. Đạp rộng. Và khép chân lại. 4. Duỗi thẳng thả lỏng chân. Sau đây chúng ta theo làm trong chu kỳ 1-4. 1. Co. 2. Bẻ. Bẻ bàn chân. Các con bẻ đã. 3. Đạp. 4. Duỗi thẳng thả lỏng. Sau đây chúng ta chuyển sang chu kỳ 1-2. 1. Co bẻ. 2. Đạp. Duỗi. 1. Co bẻ. 2. Đạp. Duỗi. 1. Co bẻ. 2. Đạp. Và các con duỗi thẳng thả lỏng. Sau đây chúng ta làm toàn bộ kỹ thuật chân một lần. Một nhịp. Thầy hô 1.
thì các con co bẻ và đạp luôn, rõ chưa? Một, co bẻ đạp, duỗi, một, đạp luôn, một. Sau đây các con làm cho thầy 10 lần, rõ chưa? Thầy sửa, chuẩn bị, một, co bẻ, hai, đạp, một, hai, một, hai, một, hai. Sửa người sau, một, hai, một, bẻ bắt chân lên, đạp, dưới thẳng vào, một, hai, một, đạp, duỗi, đạp, duỗi, co, bẻ, đạp, duỗi. Rồi, các con thả lỏng chân, ngồi thả lỏng. Thôi làm cho thầy 5 lần, chuẩn bị. 1, co, bẻ, đạp, 1, co, bẻ, đạp, tiếp. Co, bẻ, đạp, tiếp. Co, bẻ, đạp, tiếp. Rồi, sau đây các con đứng dậy. Đó là bài tập chân, sau đây chúng ta chuyển sang bài tập gì? Tay. Sau đó kết hợp với bài tập gì? Tay thở. Giật các tay. Các con giơ cao lên. Hai tay chắp vào. Bây giờ chúng ta tập động tác tay trước, sau đó chúng ta sẽ phối hợp động tác tay thở sau. Một, các con gì? Kéo vuông tay ra một chút. Vuông bàn tay ra con. Hai, đẩy lên, kép vào đẩy lên. Một, hai, đẩy cao lên con. Rồi, sau đây chúng ta chuyển sang bài tay kết hợp với thở. Chuẩn bị, một, kéo ngửa, há miệng hít vào. Hai, khép đẩy thẳng, thở ra bằng mũi. Một, há miệng hít vào, nhìn mặt lên cao con. Hai, một, hai, một, há miệng hít vào. Hai, thở ra. Một, ngửa, hít vào con. Hai, xuống, thở ra. Một, hai, một, hai, một, hai. Rồi, sau đây các con đứng chân trước chân sau, thấp người xuống, hai tay để gì sát mà sát tay, kéo sát tay, hai tay chắp vào. Một, các con tách tay kéo nước, ngửa mặt, há miệng hít vào. Hai, duỗi, thở ra. Một, ngửa cổ, há miệng hít vào. Hai, sau đây các con làm rồi thầy sửa nhá. Bắt đầu. Đi. Một, há miệng hít vào. Hai, một, há miệng. Trang đứng chân trước sau con. Hai, một, hai, một, ngửa, ngửa tay chân trước chân sau con. Chân trước chân sau. Một, ngửa, hai, một, hai, một, hai, rồi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Nghĩa, năm nay mình 8 tuổi. Mình học bơi đã được lâu. Bây giờ mình đã có thể được bơi được 25 mét. Mình đang học bơi cái kỹ thuật trường sớt, mình thấy động tác đấy rất là khó. Và bây giờ mình gần thạo cái kỹ thuật đấy rồi. Trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức an toàn trong môi trường nước là hoạt động cần thiết nhằm tăng cường thể lực, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ nhỏ. Đặc biệt hạn chế việc sử dụng TV và điện thoại nữa. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều lớp học bơi được triển khai nhằm tạo điều kiện cho các bạn nhỏ được tham gia vào các hoạt động bổ ích cũng như góp phần thúc đẩy những việc làm thiết thực ý nghĩa của cộng đồng trong việc phòng chống đuối nước cho trẻ nhỏ.
Và chính lưu ý là mình có thể chọn cái những quả đã hỏng xem nhé. Vậy là chị đã bắt xong rồi đây. Tiếp theo đó thì chúng mình hãy cùng đổ phấn nước cam này ra cốc các em nhé. Chúng mình có thể thử xem là cam của chúng mình có bị chua hay không. Và nếu mà chua thì chúng ta có thể cho thêm đường này để lên nếm sao cho mà vừa miệng nhé. Vậy là chị đã hoàn thành xong cả 3 món, đó chính là nước dưa hấu này, nước thanh long này và cả nước cam nữa. Và mong là mùa hè nóng nực như thế này thì ở nhà các em có thể tự mình làm cho những mình và gia đình những món sinh tố thật là ngon như thế này nhé. Và chương trình thiếu nhi của đài truyền hình Điện Biên đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau. Chào các em.